Chúa theo Thánh Luca, chương 2, câu 41 đến 51. Hằng năm, cha mẹ Chúa Giêsu trải hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người. Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Quý vị và các bạn thân mến, giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng này trong ngày lễ tôn kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ hôm nay, nhằm nhắc nhớ chúng ta về sự cộng tác của Mẹ Maria trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Đoạn tin mừng được kết thúc bằng một câu thật ý nghĩa và gợi lên nhiều tâm tình. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Với lời xin vâng, mẹ Maria đã đón nhận sứ vụ lớn lao là cưu mang con Thiên Chúa làm người với lòng khiêm hạ. Mẹ đã để cuộc đời mình thuận theo ý Chúa. Với tâm tình tín thác, mẹ đã chấp nhận những hy sinh gian khổ trong cuộc đời làm mẹ của Đấng Cứu Thế. Để làm được tất cả những điều đó, cùng với ơn Chúa ban, mẹ Maria đã luôn sẵn lòng mở rộng con tim của mình để cho tình yêu quan phần của Chúa soi sáng và hướng dẫn. Với những lần ghi nhớ các biến cố xảy ra quanh cuộc đời của Chúa Giêsu, mẹ càng đi sâu hơn vào mối tương quan tình yêu mà Thiên Chúa dành cho mẹ và cho nhân loại. Mỗi người chúng ta khi được hiện hữu trong cuộc sống dương gian này là chúng ta đi vào mối tương quan tình yêu mà Thiên Chúa đã sắp đặt và tặng ban. Điều quan trọng là chúng ta mở lòng mình ra để đón nhận và cộng tác, để chương trình tình yêu của Thiên Chúa luôn được triển nở trong cuộc đời chúng ta và qua chúng ta còn lan tỏa mưu ích cho nhiều tâm hồn. Muốn được như thế, chúng ta cần dành thời gian để lắng nghe, học hỏi lời Chúa và nhất là cần có những khoảnh khắc tĩnh lặng để có thể nhận ra thánh ý của Chúa gửi đến trong cuộc đời chúng ta. Lạy Thiên Chúa Từ Nhân, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt hảo là Đức Maria. Xin cho chúng con có được con tim giống như mẹ, luôn mở rộng và đón nhận thánh ý Chúa qua từng biến cố của cuộc đời chúng con.